Thì quý đồng nghiệp cũng biết rằng là đái đường đang tăng nhanh trên thế giới và Việt Nam. Nếu như năm 2019 thì toàn thế giới chúng ta có khoảng 463 triệu người mắc bệnh đái đường. Thì tới năm 2045, chúng ta dự báo, Liên đoàn Đái đường Thế giới dự báo sẽ có khoảng 700 triệu người mắc đái đường. Và đặc biệt là có khoảng 1 phần 3 số những bệnh nhân đái đường mắc bệnh thận mãn tính. Và đái tháo đường có thể gây ra 4,2 triệu ca tử vong và có thể chiếm tới 760 tỷ đô la trong chi phí y tế toàn cầu năm 2019. Như vậy rõ ràng đây là một vấn đề hết sức là quan trọng. Bên cạnh đái tháo đường thì tăng huyết áp cũng rất thường gặp. Tăng huyết áp có thể dự báo có thể ảnh hưởng tới trên 1 tỷ người trên toàn thế giới và chi phí cho điều trị tăng huyết áp cũng chiếm khoảng 10% chi phí y tế toàn cầu. Một điều đặc biệt hơn nữa là những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp ấy thì chỉ có non một nửa số các bệnh nhân tăng huyết áp là nhận thức được mình là bị tăng huyết áp và cũng chưa tới một non một nửa là người ta được điều trị với các cái thuốc hạ huyết áp và kiểm soát huyết áp tốt thì con số đó càng thấp hơn nữa và đây là vấn đề hết sức là quan trọng trong điều trị và dự phòng các cái biến chứng về tim mạch và các cái biến chứng nguy cơ tử vong tim mạch cho các cái bệnh nhân. Về cơ chế tăng huyết áp ở đây thì quý đồng nghiệp cũng biết rất là rõ rồi. Yếu tố về môi trường, yếu tố gen và rối loạn mỡ máu, rồi là béo trung tâm vân vân, tất cả những thứ đó có thể dẫn tới tình trạng đề kháng insulin, dẫn tới cái stress oxy hóa và tăng các cái sản phẩm tận của quá trình oxy hóa và từ đó dẫn tới rối loạn lipid máu, tăng đường máu, tăng insulin máu và dẫn tới các cái rối loạn về mạch máu và tăng huyết áp. Như vậy thì rõ ràng giữa đái đường và tăng huyết áp cũng có mối liên quan mật thiết với nhau. Trong nghiên cứu UKPDS là nghiên cứu rất nổi tiếng trên thế giới thì người ta thấy rằng khi mà kiểm soát chặt chẽ đường huyết và huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta sẽ làm giảm được các cái biến cố về mạch máu lớn và mạch máu nhỏ rất là ngoạn mục. Và trong cái việc kiểm soát đường máu và huyết áp đối với các mạch máu lớn thì vai trò của kiểm soát huyết áp lại quan trọng hơn rất là nhiều. Trong khi việc kiểm soát đường máu chặt chẽ đối với những cái bệnh nhân để làm giảm nguy cơ đột quỵ thì chỉ giảm được 5%. Tuy nhiên, đối với huyết áp, nếu như chúng ta kiểm soát được chặt huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta làm giảm tới 44% nguy cơ đột quỵ và các cái tỷ lệ tử vong do đái tháo đường cũng tương tự như vậy. Như vậy rõ ràng rằng việc kiểm soát tiểu đường và huyết áp song song trên cùng bệnh nhân đái tháo đường thì sẽ làm giảm được các biến chứng với mạch máu nhỏ và mạch máu lớn cho bệnh nhân đái tháo đường và làm giảm tử vong cho bệnh nhân là một điều không không còn phải bàn cãi. Vậy đái tháo đường và tăng huyết áp là hai nguyên nhân mà các bạn có thể thấy là đái tháo đường thì có thể chiếm tới gần một nửa số các cái bệnh nhân mắc bệnh thận mạn và tăng huyết áp cũng chiếm tới 1 phần 3 số các cái bệnh nhân có bệnh lý thận mạn và cả đái đường và tăng huyết áp thì chiếm đa phần các bệnh nhân có bệnh lý thận mạn. Chính vì vậy mà kiểm soát đường huyết và kiểm soát huyết áp thì sẽ cải thiện được tiên lượng cho bệnh nhân bệnh thận đái tháo đường. Và như vậy thì đây cũng là một vấn đề đặt ra trên lâm sàng. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy cấu trúc một cầu thận bình thường và khi mà bệnh nhân đái tháo đường thì sẽ làm dày màng đáy của cầu thận và làm mất cái lớp diềm bàn chải, làm mất các cái tế bào podocyte, đồng thời làm tăng các cái khoảng gian bào và các cái tế bào mô liên kết và vì vậy làm các cái mạch máu bị chèn ép và có thể làm tăng cái áp lực lọc trong cầu thận và dần dần tới các cái biến chứng của cầu thận do đái tháo đường. Các bạn cũng thấy rằng là tác động qua lại của tăng huyết áp và biến chứng thận, nếu như tăng huyết áp không được kiểm soát sẽ thúc đẩy tiến triển bệnh thận mạn và bệnh thận tiến triển sẽ gây ra một vòng xoắn bệnh lý và làm nặng thêm cái tình trạng thận ở bệnh nhân đái tháo đường và bệnh nhân đái tháo đường và tăng huyết áp. Bên cạnh đó thì các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu như mà ở người có albumin niệu bình thường thì tỷ lệ sống sau 5 năm rất là cao. Tuy nhiên nếu như xuất hiện albumin niệu vi lượng thì cái tỷ lệ sống đã giảm đi. Đặc biệt là nếu như có albumin niệu đại thể thì cái tỷ lệ sống lại còn thấp hơn rất nhiều. Nếu như chúng ta chỉ dừng ở cái mức mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân về albumin niệu bình thường hoặc là từ xuống albumin niệu vi thể thì cái tỷ lệ sống sót của bệnh nhân cũng còn cao hơn. Nghĩa là khi mà ở những cái bệnh nhân
có albumin niệu vi lượng so với albumin niệu bình thường thì nó sẽ tăng gấp 2,5 lần cái nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. Bên cạnh đó thì người ta cũng thấy rằng là ở tất cả các lứa tuổi khác nhau, các bạn có thể thấy nhìn trên màn hình, thì khi mà bệnh nhân xuất hiện microalbumin niệu hoặc là macroalbumin niệu thì tỷ lệ tử vong, nguy cơ tim mạch tử vong là cao nhất ở tất cả các cái lứa tuổi khác nhau. Và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Như vậy thì rõ ràng giảm chức năng thận và albumin niệu là các yếu tố nguy cơ tử vong tim mạch, và các yếu tố này độc lập với nhau cũng như độc lập với các yếu tố nguy cơ tim mạch truyền thống. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu cải thiện albumin niệu có giúp làm giảm tử vong cho bệnh nhân đái tháo đường hay không? Thì kết quả nghiên cứu người ta thấy rằng là tỷ lệ bệnh nhân còn sống sau 5 năm thì giảm có ý nghĩa ở nhóm mà có protein niệu giảm dưới 300mg trên gram, trong khi cái nhóm mà có albumin niệu trên 300mg thì cái tỷ lệ sống còn là thấp hơn một cách rõ rệt, và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Như vậy rõ ràng rằng nếu như chúng ta cải thiện được albumin niệu thì chúng ta sẽ cải thiện được, làm giảm được nguy cơ tử vong và giảm được các cái biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Và qua nghiên cứu này người ta cũng khẳng định là ở những bệnh nhân đái đường type 2 đang điều trị bằng insulin và có bệnh thận thì việc cải thiện tình trạng albumin niệu thông qua việc kiểm soát huyết áp và đường huyết tốt hơn sẽ liên quan đến giảm có ý nghĩa tỷ lệ tử vong chung. Và albumin niệu không chỉ nên được xem là yếu tố nguy cơ của bệnh thận và tim mạch mà còn được xem là mục tiêu điều trị độc lập, và điều trị làm giảm albumin niệu sẽ bảo vệ được thận và tim ở bệnh nhân đái tháo đường. Chuyển sang phần thứ hai thì các cái khuyến cáo dự phòng và quản lý bệnh thận mạn trên bệnh nhân đái tháo đường như thế nào? Thì Hiệp hội đái tháo đường châu Hiệp hội tim mạch châu Âu từ năm 2019 thì đã đưa ra khuyến cáo thuốc ức chế men chuyển và chẹn thủ thể được ưu tiên sử dụng ở những bệnh nhân tăng huyết áp và mà có albumin niệu. Bên cạnh đó thì việc điều trị làm giảm albumin niệu thì được kết hợp với bảo vệ chức năng thận, được coi như là đã điều trị làm giảm bảo vệ được chức năng thận cho những cái bệnh nhân đái tháo đường. Và khuyến cáo lựa chọn thuốc hạ áp cho bệnh nhân đái tháo đường thì người ta đưa ra theo Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ thì người ta sẽ dựa vào con số huyết áp của bệnh nhân và chia ra các cái nhóm. Nếu như bệnh nhân đái tháo đường có huyết áp lớn hơn 140/90 nhưng mà nhỏ hơn 160/100 thì người ta sẽ khởi đầu với một loại thuốc huyết áp. Tuy nhiên thì khởi đầu với một loại thuốc huyết áp thì người ta lại xem bệnh nhân này có albumin niệu hoặc là có bệnh lý tim mạch hay chưa. Nếu như chưa có albumin niệu hoặc chưa có bệnh lý tim mạch thì người ta có thể chọn một trong các cái thuốc này như là ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc là chẹn beta hoặc lợi tiểu. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân đái tháo đường này mà đã có albumin niệu hoặc là đã có bệnh lý tim mạch thì người ta khởi đầu chỉ với ức chế men chuyển hoặc là chẹn thụ thể mà thôi. Còn nếu những cái bệnh nhân mà đái tháo đường có huyết áp lớn hơn hoặc bằng 160/100 thì người ta sẽ khởi đầu luôn hai loại thuốc hạ huyết áp phối hợp với nhau. Và người ta cũng chia ra nhóm nếu như có albumin niệu hoặc là có bệnh lý tim mạch thì người ta sẽ khởi đầu với bắt buộc là hoặc với ức chế men chuyển hoặc là chẹn thụ thể kết hợp với chẹn canxi hoặc là lợi tiểu. Còn nếu như không có albumin niệu hoặc là không có bệnh lý tim mạch thì người ta có thể là lựa chọn một trong hai, hoặc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể phối hợp với một trong các cái nhóm thuốc còn lại. Như vậy thì đây rõ ràng vai trò của albumin niệu là yếu tố quan trọng cân nhắc khi lựa chọn thuốc khởi đầu điều trị cho những cái bệnh nhân đái tháo đường có tăng huyết áp. Vậy thì các khuyến cáo đưa ra thì dựa trên cái gì? Người ta dựa trên các cái phân tích, các cái nghiên cứu và phân tích tổng hợp 26 nghiên cứu trên các cái bệnh nhân mà sử dụng ức chế men chuyển và ức chế thụ thể. Thì người ta thấy rõ ràng rằng là ức chế men chuyển và ức chế thụ thể thì đều làm giảm có ý nghĩa nguy cơ tăng gấp đôi creatinine huyết thanh ở những bệnh nhân đái đường có albumin niệu. Tuy nhiên thì trong 20 nghiên cứu về các cái thuốc ức chế men chuyển thì người ta thấy là tiến triển dẫn tới cái bệnh thận giai đoạn cuối thì có vẻ giảm, nhưng sự khác biệt lại không có ý nghĩa thống kê với P bằng 0,12. Tuy nhiên ở nhóm mà
chẹn thụ thể thì người ta thấy là tiến triển dẫn tới bệnh thận nằm nặng thêm bệnh thận ấy, thì ở cái nhóm ức chế chẹn thụ thể là giảm, và sự giảm này có ý nghĩa thống kê với P nhỏ với P bằng 0,003. Như vậy thì rõ ràng rằng là nguy cơ bệnh thận giai đoạn cuối trên bệnh nhân đái tháo đường có ăn nguyên liệu thì với các cái thuốc mà ức chế men chuyển thì có thể làm giảm nguy cơ bệnh thận giai đoạn cuối. Tuy nhiên không có ý nghĩa thống kê, còn thuốc chẹn thụ thể thì giảm được 23% nguy cơ bệnh thận giai đoạn cuối và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Kết luận lại thì dựa vào đặc tính bảo vệ thận thì thuốc chẹn thụ thể có thể là lựa chọn ưu tiên hơn cho những bệnh nhân đái tháo đường mà có albumin niệu. Và Hiệp hội Đái tháo đường Canada thì cũng khuyến cáo có thể là chẹn thụ thể có hiệu quả tương đương và tính an toàn tốt hơn là ức chế men chuyển, và chẹn thụ thể có thể là lựa chọn phù hợp hơn là ức chế men chuyển trên những bệnh nhân đái tháo đường có tăng huyết áp. Và phần cuối cùng thì là các yếu tố cân nhắc khi lựa chọn thuốc hạ huyết áp. Thì khi lựa chọn thuốc hạ huyết áp, chúng ta sẽ lựa chọn thuốc có hiệu quả dựa trên tình trạng huyết áp và bệnh lý đi kèm. Ngoài ra chúng ta cũng cân nhắc đến tính đơn giản và điều kiện kinh tế nâng cao tuân thủ điều trị. Và chúng ta cũng theo dõi bệnh nhân thường xuyên để có các cái điều chỉnh phù hợp. Thì trong phần này tôi cũng muốn chia sẻ một chút về một số các nghiên cứu hạ huyết áp của nhóm thuốc Iberzactan thì so với các nhóm thuốc. Thì so với Vanzactan thì Iberzactan hạ được huyết áp tâm thu và hạ huyết áp tâm trương dường như là có vẻ mạnh hơn so với là Vanzactan. Bên cạnh đó thì so với Losartan là các cái đường màu tím và màu hồng thì dường như là hạ huyết áp cũng mạnh hơn so với là Losartan trong các nghiên cứu đã được công bố. Và nghiên cứu PRIME là cái nghiên cứu đánh giá hiệu quả của Iberzactan trong bảo vệ thận thì người ta chia ra hai nhánh. ICMA 2 là nghiên cứu trong nghiên cứu dự phòng và IDNT là trong cái nghiên cứu bảo vệ. Thì người ta thấy rằng là ở giai đoạn sớm là giai đoạn có albumin niệu vi thể, rồi đến giai đoạn mà muộn hơn là giai đoạn có albumin niệu đại thể và bệnh thận giai đoạn cuối. Thì người ta thấy trong các nghiên cứu này thì vai trò của Iberzactan thì làm giảm được biến chứng thận ở bệnh nhân đái tháo đường trong cái việc mà giai đoạn sớm sẽ bảo vệ được bệnh thận. Với cái liều càng cao của Iberzactan là 300 thì bảo vệ được nhiều hơn so với cái liều thấp hơn là liều một nửa và có ý nghĩa rất là rõ rệt so với việc sử dụng placebo. Và cái tiến triển tiểu đạm thì cũng kết quả cũng rất là ngoạn mục ở cái nhóm mà sử dụng Iberzactan với liều 300 thì cái tiến triển giảm được đạm niệu là thấp hơn hẳn so với cái nhóm mà không sử dụng hoặc là sử dụng với liều thấp hơn. Và trong nghiên cứu này thì người ta cũng thấy là tác động bảo vệ giai đoạn sớm của Iberzactan thì cũng thấy là rất là rõ rệt. Nếu như mà chúng ta sử dụng Iberzactan với liều 150 và liều Iberzactan với cái liều 300 thì cũng làm giảm được albumin niệu. Tuy nhiên sau khi mà ngừng thuốc thì người ta thấy rằng ở cái nhóm mà sử dụng Iberzactan với cái liều thấp hơn là 150 thì cái việc xuất hiện albumin niệu lại quay trở lại rất là nhanh chóng. Trong khi với cái liều mà 300 thì cái việc mà xuất hiện trở lại albumin niệu thì rất là thấp, có nghĩa là hiệu quả của nó kéo dài ngay cả khi mà chúng ta đã ngừng thuốc. Và cũng trong nghiên cứu này thì người ta cũng thấy là tác động bảo vệ thận ở giai đoạn muộn của Iberzactan thì giảm được 20% so với chúng ta sử dụng amlodipin và giảm được 20% so với nhóm placebo và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Cũng trong nghiên cứu ở giai đoạn muộn này thì người ta thấy là Iberzactan làm giảm được đạm niệu, giảm được nguy cơ bệnh thận một cách có hiệu quả, giảm tới 56% cho mỗi mức giảm một nửa giai đoạn niệu giữa tháng thứ 12 so với ban đầu. Và đây là nghiên cứu mà giúp làm giảm được tỷ lệ biến cố nhiều nhất trong các nghiên cứu được đề cập. Trong nghiên cứu với các cái thuốc mà chẹn thụ thể thì nghiên cứu IDNT thì thấy là kết quả làm giảm được với một cái tỷ lệ là rất là đáng kể so với các cái nghiên cứu khác và sử dụng các cái cùng các cái nhóm thuốc chẹn thụ thể của các cái thụ thể của các cái nhóm thuốc chẹn thụ thể khác.
Từ đó thì FDA là Hiệp hội Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ thì thấy rằng là những cái thuốc mà bảo vệ thận do đái tháo đường thì ức chế men chuyển, chúng ta có Cartoprim là cái chỉ định để sử dụng bảo vệ thận cho bệnh nhân đái tháo đường. Còn trong các cái thuốc mà chẹn thụ thể thì chúng ta có hai thuốc có thể là Iberzactan và Losartan có thể được chỉ định trong cái việc điều trị làm giảm được bảo vệ được thận cho những cái bệnh nhân đái tháo đường. Và Hiệp hội tăng huyết áp, Hiệp hội tăng huyết áp thế giới năm 2020 thì người ta cũng nêu ra rằng việc đánh giá chức năng thận được khuyến cáo thực hiện cho tất cả các bệnh nhân tăng huyết áp. Bên cạnh đó thì Hiệp hội đái đường Hoa Kỳ năm 2021 thì người ta thấy rằng cần phải đánh giá và theo dõi các xét nghiệm cần thực hiện định kỳ cho mỗi bệnh nhân đái tháo đường. Ở đây thì người ta thấy là HB1C thì nên làm vào giai đoạn mới phát hiện và mỗi 3 đến 6 tháng khi bệnh nhân đến khám định kỳ. Còn lại thì các cái xét nghiệm về mỡ máu rồi là chức năng gan thận thì người ta cũng nên làm vào lúc mà bệnh nhân mới mới được chẩn đoán, và nếu không có gì bất thường thì người ta sẽ nhắc lại hàng năm thôi. Thì thực tế trên lâm sàng thì tôi thấy là cũng rất nhiều các cái bệnh nhân là đến khám thì cứ lần nào đến khám thậm chí 1 tháng, 3 tháng thì tất cả bác sĩ đều chỉ định là chức năng gan thận và mỡ máu cho bệnh nhân. Mặc dù bệnh nhân đã rất là ổn định thì đây cũng là một cái việc mà chúng ta cũng cần phải lưu ý trên lâm sàng, tránh các cái lãng phí rất là lớn. Ngoài ra thì xét nghiệm về albumin niệu, creatinin và albumin niệu thì chúng ta cũng làm vào giai đoạn mà bệnh nhân mới bắt đầu đến khám, và nếu không có gì bất thường thì sẽ kiểm tra lại hàng năm. Thì đây cũng là cái xét nghiệm mà Hiệp hội Đái đường Hoa Kỳ khuyến cáo từ năm 2021. Bên cạnh đó thì khi mà sử dụng các cái thuốc ức chế men chuyển và ức chế thụ thể thì chúng ta cũng phải chú ý theo dõi nồng độ kali và nồng độ creatinine của bệnh nhân, và chúng ta sẽ thay đổi theo các cái phác đồ hướng dẫn rất là cụ thể của Hiệp hội Thận trên thế giới. Kết luận lại thì tăng huyết áp và đái tháo đường là bệnh lý thường gặp nhưng vẫn là nguyên nhân tử vong, gây tử vong hàng đầu hiện nay, và thuốc ức chế men chuyển và thuốc ức chế thụ thể được khuyến cáo là lựa chọn đầu tay cho bệnh nhân tăng huyết áp kèm đái tháo đường có bệnh lý thận mạng. Iberzactan là một trong các thuốc ức chế thụ thể là lựa chọn phù hợp giúp bệnh nhân kiểm soát được huyết áp và có chỉ định giảm tiến triển bệnh thận cho bệnh nhân đái tháo đường có tăng